Danh tính cô gái đoạt mạng ba thanh niên ở đám cưới, bố mẹ ly hôn từng vào tù ra tội vì chất cấm. Vừa qua, sự việc một cô gái tấn công ba thanh niên tại đám cưới khiến một người qua đời và hai người bị thương đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Ở diễn biến mới nhất, danh tính bất hảo của cô gái này cũng đã được người dân địa phương xác nhận. Ngày 15 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Bích, sinh năm 1996, trú thôn Hiệp Thuận 3, xã Phúc Thượng, huyện Phúc Thọ về hành vi ra tay cướp đi sinh mạng của người khác. Đây là đối tượng gây ra vụ trọng điểm khiến một người qua đời và hai người bị thương tại đám cưới. Chia sẻ với Bích, bà V, trú ở xã Phụng Thượng cho biết, ở địa phương từ nhỏ Bích đã không được ngoan ngoãn, thường xuyên tỏ thái độ khi người lớn nhìn hỏi thăm. Dù là con gái ở vùng quê nghèo nhưng Bích rất nghịch, cùng với đó là trên người có nhiều hình xăm. Cùng với đó, dù chúng tôi là hàng xóm hay người lớn thì khi Bích nhìn thấy đều không chào hay nói chuyện gì, chúng tôi cũng nhiều lần góp ý cố gắng nói chuyện nhưng không được, bà V cho hay. Cũng theo bà V, Bích từng mang công cụ có tính sát thương sang nhà một người phụ nữ do người này có mâu thuẫn với bố của Bích. Bích cũng mới được mãn hạn tù đầu năm 2022 vì liên quan đến chất cấm. Tuy nhiên, Bích cũng rất ít xuất hiện ở quê, người dân cũng không biết Bích làm gì, bà V chia sẻ. Bà V chia sẻ thêm, hoàn cảnh của Bích cũng đặc biệt khi bố mẹ bỏ nhau từ khi Bích còn nhỏ, sống với bố và mẹ kế nhưng Bích không được quan tâm nhiều, phải nghỉ học sớm. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết, nghi phạm trong vụ án này tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã có tiền án liên quan đến chất cấm. Đối tượng này đã phải chịu án 3 năm do liên quan đến chất cấm. Thời điểm gây án, đối tượng mới ra tù được khoảng 1 năm. Vị lãnh đạo huyện Phúc Thọ cho hay, trước đó khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 5, Công an xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ nhận được tin báo của quần chúng về việc tại đám cưới ở thôn 13, xã Phụng Thượng xảy ra vụ ẩu đả. Qua xác minh làm rõ, khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 5, nhà trai ở xã Phụng Thượng đến đón nhà gái ở xã Hiệp Thuận. Lúc này, NNL, sinh năm 2007, trú thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ thuộc bên nhà gái va chạm với nhóm thanh niên nhà trai. Hai bên cãi nhau, chưa xảy ra vụ việc gì, sau đó mọi người giải tán. Khi nhà trai đón dâu ở nhà gái về xã Phụng Thượng thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. L bị một thanh niên trong nhóm nhà trai tấn công. Lúc này, Nguyễn Khai V, chú xã Hiệp Lộc 2 vào can thì bị Nguyễn Mạnh Hát, Đỗ Văn N, Khuất Văn P cùng chú tại xã Phụng Thượng và một nhóm thanh niên lao vào tấn công. Thấy vậy, đối tượng Hồ Thị Bích, chú tại xã Phụng Thượng là em họ của Nguyễn Văn V đã dùng công cụ gây án tấn công Nguyễn Mạnh Hát, Đỗ Văn N, Khuất Văn P. Hậu quả Hát qua đời tại bệnh viện, N bị thương vùng thắt lưng, P bị chấn thương nặng phải cấp cứu tại viện. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, thực hiện các biện pháp điều tra bắt giữ đối tượng Hồ Thị Bích và đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp nhận định, việc một cô gái dùng công cụ nguy hiểm tấn công ba người đàn ông khiến một người qua đời và hai nạn nhân nguy kịch là chuyện hiếm khi xảy ra. Bởi đặc tính của phụ nữ là ít khi sử dụng cơ bắp vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, cơ quan điều tra sẽ làm rõ diễn biến hành vi của cô gái này khi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của các nạn nhân, sẽ làm rõ vụ việc này có thuộc một trong các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự phòng vệ chính đáng tình thế cấp thiết hay không. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy nguyên nhân mâu thuẫn là nhỏ nhặt nhưng cả hai bên đều hiếu thắng và cố chấp, mặc dù đã được nhiều người can ngăn nhưng người phụ nữ vẫn sử dụng công cụ nguy hiểm để tấn công gây thương tích nghiêm trọng và thiệt mạng cho các nạn nhân thì hành vi này là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, ra tay cướp đoạt sinh mạng của từ hai người trở lên, hành vi có tính chất côn đồ. Nếu bị kết tội, nghi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc án tử.